hoạt thường kỳ của chi bộ bản Thạch Tiến, xã Thạch Ngạn, ở một chi bộ đảng thuộc xã nghèo, vùng sâu của huyện miền núi Con Cuông. Câu chuyện mà các đảng viên vẫn thường xuyên đề cập là làm sao để nhân dân nhanh chóng thoát nghèo. Nhưng câu chuyện ấy vẫn thường kéo dài suốt từ kỳ sinh hoạt này sang kỳ sinh hoạt khác, từ năm này sang năm khác. Và đã đến lúc nhân dân Thạch Tiến cần một cú huých để vực dậy phong trào phát triển sản xuất nơi đây. Tôi nghĩ là một đảng viên là phải cần có ý chí vươn lên, tự lực, đừng có dựa vào là sự ưu ái của nhà nước. Cho nên là ta cần vận động mọi người dân, tôi sẽ xung phong rút thoát nghèo trước, rồi là vận động mọi người dân trong chi bộ ta cần là càng ngày là càng rút thêm hộ nghèo để mà xây dựng thôn bản ta tự lực vươn lên, xóa nghèo. Sau gần 30 năm, ông Ấn cùng mấy chục hộ dân của xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc lên đây tham gia xây dựng kinh tế mới. Đời sống của nhân dân bản Thạch Tiến nói riêng, xã Thạch Ngàn nói chung vẫn chưa thay đổi được là bao. Ông là hộ nghèo trong bản, gia đình ông càng khó khăn hơn khi cả hai vợ chồng tuổi đã cao. Con cái thì có người đã đi trước cả bố mẹ bởi di chứng quái ác của chất độc màu da cam. Người còn cũng chẳng được lành lặn. Viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, gia đình ông mất đi những quyền lợi được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước. Nhưng với ông Lưu Đình Ấn, chỉ có việc làm này mới là động lực để cả gia đình dồn sức phấn đấu thoát nghèo. Và hơn thế là làm cho dân bản Thạch Tiến đồng tình noi theo để vươn lên. Đây là một cái vấn đề là tuyên truyền và giáo dục cho mọi người dân chống cái là trông chờ và ỷ lại, và một động lực rất là mạnh mẽ đó công tác xóa đói giảm nghèo ở xã nhà nói chung và thôn bản nói riêng. Đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng có lẽ cũng bởi là người từng nếm trải những mất mát hy sinh khi từ chiến trường trở về, ông Lưu Đình Ấn lại hạ quyết tâm vượt qua một cuộc chiến mới, cuộc chiến chống đói nghèo trên vùng đất Thạch Ngàn. Với gia đình ông, tài sản lớn nhất là con bò này. Bây giờ ông bà sẽ tạm chia tay nó để có vốn phát triển sản xuất. Nghĩ sao làm vậy? Cơ nghiệp của ông bắt đầu được gây dựng từ tiền bán bò. Dăm bảy lúa ngô, một mảnh vườn mía đã được hình thành. Tuổi đã cao, lao động trong gia đình sức khỏe kém, nhưng bù lại sự chịu khó cần cù của ông, của vợ con ông đã được đền đáp. Một tuần, một tháng khai hoang không xong, ông làm cả năm. Cứ như vậy, những ruộng ngô, đồi mía xanh mướt đã bắt đầu thế chỗ cho những vùng đất hoang trước đây. Có ai vui được niềm vui như ông khi đã chứng minh được cho mọi người thấy rằng chỉ có lao động mới có thể giúp thay đổi được cuộc sống. Bên chiếc chõng tre trước hiên nhà, đã nhiều lần ông Ấn nói với bà con chòm xóm, thoát nghèo không khó, chỉ khó là có chịu thoát nghèo hay không thôi. Và cứ như một tuyên truyền viên, từ ngày này sang ngày khác, người đảng viên gương mẫu ấy đã thổi ngọn lửa quyết tâm trong cộng đồng dân cư bản Thạch Tiến. Kể ra những điều ông Ấn nói làm ai cũng phải suy ngẫm. Bởi cho cùng chẳng hay hớm gì khi cuộc sống cứ mãi đói khổ, cứ trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước quanh năm suốt tháng. Dân bản Thạch Tiến là những người đầu tiên đã nhận ra vấn đề này. Vậy là họ bắt đầu làm theo ông. Một hộ, hai hộ, rồi ba hộ. Tờ đơn xin ra khỏi hộ nghèo đã được chuyển về ban quản lý bản, về tới trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Kèm theo đó là những giọt mồ hôi lao động
của những công dân tiến bộ. Để tới hôm nay, bản làng đã có những đổi thay đáng kể. Đảng bộ xã Thạch Ngàn không khỏi tự hào bởi có những công dân gương mẫu đầu tiên dám hy sinh quyền lợi của mình vì công cuộc xóa đói giảm nghèo. Ý tưởng mô hình xin ra khỏi hộ nghèo đã được nhân rộng. Trao đổi với người đồng chí trẻ tuổi của mình, Bí thư Đảng ủy xã, ông Lưu Đình Ấn cho rằng cần phải nhân rộng những mô hình kinh tế điểm tại địa phương để nhân dân học tập và làm theo trước đã. Năm 2013, nhiều mô hình kinh tế điểm trên địa bàn toàn xã đã được hình thành. Trưởng bản Kẻ Gia, ông Vi Văn Hai là một điển hình. Bằng các chủ trương chính sách vay vốn, hỗ trợ kỹ thuật, cây giống, ông đã phát triển diện tích rừng keo của mình lên tới 12 hectare. Và ở một địa bàn xa nhất của xã Thạch Ngàn, người dân đã bắt đầu nhìn thấy khu kinh tế trang trại tổng hợp của ông Hai lớn mạnh và hứa hẹn phát triển tốt. Không có điều kiện để phát triển sản xuất như những hộ dân khác. Nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Khai và bà Lữ Thị Toán ở bản Kẻ Gia vẫn quyết định rút khỏi danh sách hộ nghèo. Ông bà nghĩ, người ta làm được nhiều thì mình làm được ít. Gia đình ông bà có con cái đã trưởng thành, nhiều bàn tay lao động sẽ đẩy lùi được đói nghèo. Đảng nhà nước giúp đỡ nhiều thì mình thấy là coi như khi nào đi họp họ vẫn là coi như nói nhắc lên cái hộ nghèo rồi vất vả, nên nói tóm lại thì gia đình thì thôi rút ra khỏi hộ nghèo đi, rút hộ nghèo để là coi vợ chồng rồi bày dạy cho con cái để là coi làm người một ít để góp lại để thoát khỏi hộ nghèo, để là coi khỏi trông chờ về nhà nước. Đương nhiên là cái hộ nghèo của bản Kẻ Gia chúng ta đang còn nhiều. Thì nên lấy về cái tinh thần gọi là tự giác, xung phong hoặc làm đơn để ra khỏi hộ nghèo. Thế thì bà Khái và bà Toàn là mạnh dạn viết đơn. Là sau khi đưa tập hợp họp lại thì ông nạp đơn và nói trước hội nghị là tôi là xin ra khỏi hộ nghèo. Thì từ đó làm cái ổn định cái tình hình, như vậy là về cái vấn đề tranh chấp hộ nghèo, đời sống người dân cũng tương đối ổn định, cũng từng bước phát triển và cũng có nhiều hộ gia đình có như cũng đã làm được như tôi và đang làm. Một phong trào phát triển sản xuất đã được đẩy mạnh tại địa bàn xã Thạch Ngàn, huyện miền núi Con Cuông. 14 lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo của những công dân gương mẫu như thổi một luồng gió nhận thức mới về nơi bà con nhân dân còn đói khổ. Gia đình nào còn đất thì tiếp tục khai hoang. Gia đình nào đã khai hoang rồi thì tiếp tục tập trung phát triển chăn nuôi. Sản lượng lương thực, gia súc, gia cầm ở xã Thạch Ngàn tăng lên một cách nhanh chóng. Nhiều gia đình từ chỗ nghèo khó đã vươn lên khá giả. 42% hộ nghèo giảm xuống còn 32,5% trong năm 2013. Con số này có thể chứng minh được sự đổi thay nhanh chóng của xã nghèo Thạch Ngàn. Thì trước đấy thì nghèo thì hắn cũng nghèo thật nha. Dư thì do sự nỗ lực của bản thân cố gắng thì đã thể là cũng tạm tạm hơn một tí thôi. Chứ cũng không phải là khó thì cũng khó đâu. Không phải là cũng đỡ hơn khi xưa. Nhân dân đã thi đua lao động sản xuất, đã tăng thêm các cái thu nhập trên đơn vị diện tích. Đặc biệt là trước đây thì xã Thạch Ngàn là một cái xã bỏ hoang đất tương đối nhiều. Nhưng cho đến đời thiệt điểm dư thì đi từ đầu xã đến cuối xã thì rất xa. Nhưng mà các cái điểm nhỏ lẻ thì hiện nay dân đã tận dụng hết tất cả diện tích để mà canh tác với mục tiêu là tiếp tục thực hiện giảm nghèo trong giai đoạn sắp tới đây. Cộng đồng dân cư sinh sống tại xã Thạch Ngàn bao gồm 3 thành phần dân tộc là Thái, Kinh và Đan Lai. Đặc điểm về mặt xã hội này tạo nên không ít khó khăn cho đảng bộ và chính quyền xã miền núi này trong việc thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, một sợi dây liên kết trong lao động sản xuất, trong đời sống đã được hình thành
bởi quyết tâm xóa đói giảm nghèo của người dân. Bắt đầu từ những lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo của người Kinh, rồi người Thái. Điều đáng ghi nhận ở đây là phần lớn đồng bào sinh sống trên địa bàn đã đoàn kết để học hỏi nhau, để thi đua lao động, xây dựng cuộc sống mới. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chủ trương xóa đói giảm nghèo của nhà nước đã được loại trừ dần. Cái 14 hộ vừa rồi, chúng tôi cũng vào kiểm tra rồi, thấy họ có đủ điều kiện để mà thoát với cái thu nhập là thoát nghèo rồi. Và thoát nghèo bền vững đấy, vì họ thoát nghèo từ cái khai thác cái đất đai của họ. Từ cái chỗ đó thì chúng tôi đã chuẩn bị cái phương án, tức là sẽ mở cái hội nghị giữa nhiệm kỳ để sơ kết lại cái đề án giảm nghèo của huyện. Sau đó thì đưa cả cái điển hình này để mà tuyên truyền trong hội nghị ấy. Để sau đó thì chúng ta có một cái phong trào là vươn lên từ xóa đói giảm nghèo, và nếu đủ điều kiện thì tự nguyện rút ra khỏi hộ nghèo để nhường lại cái quyền lợi, cái chính sách đó cho những hộ nghèo khác trên toàn huyện. Giờ đây, đảng viên Lưu Đình Ấn đã có thể tự hào với đội ngũ cán bộ của thôn, của xã khi họ về thăm gia đình ông. Chừng ấy diện tích khai hoang là công sức và mồ hôi lao động của một gia đình cựu chiến binh gương mẫu, dám xung phong đi đầu trong trận chiến mới, trận chiến chống đói nghèo lạc hậu. Chuyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo của gia đình ông và 14 hộ nghèo của xã Thạch Ngàn chưa phải là câu chuyện lớn, mà câu chuyện lớn ở đây là một chân lý đã được đa số đồng bào xã vùng sâu Thạch Ngàn, huyện Con Cuông đúc rút. Thoát nghèo không khó, cái khó hơn là có chịu thoát nghèo hay không.